Xin chào các bạn, lại là JNA. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Actuary Podcast. Đây là podcast đầu tiên bằng tiếng Việt về Actuary, mong muốn lan tỏa ngành nghề đến các bậc phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm đến Actuary Science. Mỗi season sẽ đưa các bạn đến với các khía cạnh khác nhau về ngành Actuary để giúp các bạn có cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về ngành. Hàng tuần tham gia trò chuyện cùng chúng mình là một nhân vật khách mời Việt Nam hiện đang theo học và làm việc trên lĩnh vực Actuary trên toàn thế giới. Trong season 5 này với cái tên Actuary Career Path, tụi mình muốn mang đến cho các bạn góc nhìn về định hướng phát triển của ngành nghề này. Và trong 3 tập đầu tiên của season này, tụi mình đã cùng nhau trò chuyện với các anh chị hiện đang giữ những vị trí đứng đầu trong các tập đoàn bảo hiểm quốc tế, giúp các bạn hiểu thêm một chút về tiềm năng phát triển ngành Actuary trong các tập đoàn. Còn hôm nay thì tụi mình mời đến đây một bóng hồng cũng nổi tiếng không kém trong thị trường Actuary. Chị tuy không làm việc trong bất kỳ một công ty hay tập đoàn nào, nhưng lại được mệnh danh là sếp của tất cả CEO của bảo hiểm. Chị Lý Thu Thủy. Chị Thủy hiện đang làm trưởng phòng bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính. Em chào chị Thủy và tụi em cảm ơn chị Thủy đã nhận lời tham gia số Actuary Podcast của tụi em ngày hôm nay. Xin chào Jen và xin chào tất cả các bạn. Dạ, chị Thủy ơi, đầu tiên thì cho tụi em hỏi là ngày xưa tại sao chị lại chọn học ngành Actuary vậy? Cái này có lẽ là thực ra lúc trước chị cũng có xem một cái season của anh Nam, và anh Nam nói là cái việc đến với Actuary đúng là một cái nhân duyên. Thì chị nghĩ rằng là đối với chị thì có lẽ nó cũng đúng là một cái nhân duyên. Tại vì thực ra cái thời điểm mà bắt đầu chị lựa chọn để đi học Actuary thì là cách đây khoảng 16 năm rồi. Thì cũng không được như các bạn bây giờ, vì là bây giờ các bạn có điều kiện về tìm hiểu rất là nhiều thông tin trước khi lựa chọn các cái trường đại học hoặc là chọn cái ngành nghề học. Thế nhưng mà mình thì lúc ấy mình gần như là các trường đại học của Việt Nam là chưa hề có cái ngành nghề Actuary này. Và mình cũng không biết gì hết trước cho đến khi mà chị bước chân vào Cục Bảo hiểm và Bộ Tài chính. Thì cái thời điểm đấy thì những anh chị Actuary là những người mà đúng là rất là được coi trọng trên thị trường. Và lúc ấy là chị được các anh chị trong cơ quan ấy là cũng khuyên là bây giờ cơ quan cũng đang rất là cần, hay là em thi thử em đi học cái đấy đi. Thế là rất là may là mình thi thì mình cũng đỗ, thì là mình bắt đầu mình mới đi học. Chứ còn thực ra là trước đấy là mình cũng thực sự là mình cũng chưa biết nhiều về cái ngành nghề này. Và đến khi mình đi học rồi thì mình mới thấy là thực sự là nó rất là hay. Và nó đến tận bây giờ mình cũng nghĩ là mình tại thời điểm đấy mình đã quyết định đúng, mình quyết định chọn học nó. Và thực sự là chị là học xong đại học rồi chị mới bắt đầu học Actuary, chứ không phải là cái ngành nghề của mình lúc đại học. Thế là chị học xong đại học rồi, xong rồi chị mới quyết định là sang học Actuary. Vậy trong hành trình đi làm 16 năm của mình thì chị Thủy đã trải qua những vị trí như nào ạ? Có lẽ là 16 năm này mình cũng gắn bó chủ yếu với lại cả Cục Bảo hiểm. Tại vì cái thời điểm mà chị vào đó thì là chị bắt đầu chị vào Cục Bảo hiểm rồi thì chị mới bắt đầu chị đi học. Và sau khi đi học xong thì về mình cũng vẫn gắn bó làm với Cục Bảo hiểm trong suốt 16 năm đấy. Ok, thế là trong vòng 16 năm mà chị đã chỉ làm với Cục Bảo hiểm thôi đấy ạ. Vậy em thấy là học Actuary hầu hết các anh chị và các bạn đều lựa chọn làm trong một công ty bảo hiểm, như là anh Phong, anh Nam hay là anh Khang thì tụi em có phỏng vấn ở những tập trước. Các anh đều trở thành những người mà đứng đầu những tập đoàn bảo hiểm quốc tế. Vậy tại sao sau khi mà đã học Actuary rồi mà chị lại vẫn quyết định ở lại với lại Cục Bảo hiểm Bộ Tài chính vậy ạ? Thực ra thì lúc mà chị mà kết thúc cái khóa học của chị ý, thì đúng là tại thời điểm đó ở bên Pháp thì các bạn cũng học hành Actuary ra, các bạn làm cái nghề nghiệp cũng rất là đa dạng. Có thể là nó không phải chỉ như ở Việt Nam mình là các bạn xác định là học Actuary là chỉ học về bảo hiểm, chỉ làm công ty bảo hiểm đâu. Cái thời điểm đó ở bên Pháp thì có thể mình có thể ra mình làm việc cho các công ty quản lý quỹ, làm việc cho các ngân hàng, hay là thậm chí là các công ty tin học. Họ cũng xây dựng các cái phần mềm cho Actuary và họ cũng tuyển rất là nhiều Actuary. Thực ra là đúng vào cái thời điểm đấy cũng chỉ có một mình là quay về làm cho cơ quan nhà nước. Và tại thời điểm đấy cũng rất là nhiều người hỏi là tại sao bạn lại quyết định quay về làm cho cơ quan nhà nước? Bạn ấy có kiểu như là thấy là tại sao lại như thế? Thì một lý do đầu tiên thì là đấy là bởi vì lúc khi mà mình bắt đầu mình đi học thì cũng đã là xác định là nhu cầu là của cơ quan đang cần có người phải về làm. Cho nên là đương nhiên là một phần cái cam kết của mình giống như là mình cảm thấy rằng là từ lúc trước mình đã vì cơ quan mình mới đi học cái này và cơ quan cũng hỗ trợ mình để đi học, thì đương nhiên trước hết là mình phải làm cho cái nơi mà đã cử mình đi học đã. Thế nhưng mà đấy là cái lý do đầu tiên. Nhưng mà lý do tiếp theo là khi mà mình bắt đầu mình quay trở về mình làm thì mình mới nhận ra rằng là thực ra Actuary thì nó cần thiết với cả tất cả mọi lĩnh vực, chứ không phải là chỉ làm trong doanh nghiệp. Đương nhiên là nếu như mà thời điểm đấy khi mà các bạn mà ra trường, các bạn làm trong doanh nghiệp ở bảo hiểm, khi mà ở những cái nơi mà đã có các cái actuary mà họ đã được qualify rồi ấy, thì các anh chị cũng sẽ dạy và các bạn cũng sẽ được học những cái kinh nghiệm, tức là từ thực tế, từ cái bạn học đến cái thực tế bạn làm nó như thế nào, thì đấy cũng là một cái thuận lợi và các bạn sẽ được làm những cái công việc nó khá cụ thể. Thế còn đối với chị thì làm ở trong một cái cơ quan nó chỉ mang tính hoạch định chính sách, thì đúng là và tại thời điểm đấy thì cơ quan mình cũng chưa có ai là học về cái ngành actuary cả, thì mình cũng có một số khó khăn, tức là mình cũng không được, tức là mình cũng phải tất cả mọi thứ mình đều phải mày mò, mình sẽ đều phải tự học hoặc là tự nghiên cứu về tại sao lại nên đưa cái này cái kia. Nhưng mà thực ra thì khi mà làm ở cơ quan đấy mình lại cũng có những cái lợi thế nhất định, là bởi vì là mình có điều kiện để mà học hỏi từ rất là nhiều các anh chị actuary, được coi như là appointed actuary trên thị trường, bởi vì cơ quan quản lý thì làm việc rất là sát với lại cả tất cả các anh của các doanh nghiệp bảo hiểm, và thời điểm đấy thì là các anh chị actuary là những cái người mà được gọi là appointed actuary rồi thì là đều là những người rất là có kinh nghiệm, các anh chị cũng đã làm rất nhiều năm ở các thị trường nước ngoài. Tại cái thời điểm mà chị về ấy, thì thị trường bảo hiểm của Việt Nam cũng chưa có nhiều người Việt Nam được qualify actuary, mà hầu hết đều là các anh chị mà đã hoặc là Việt kiều học ở nước ngoài hoặc là trong quá trình ấy đều là người nước ngoài, thì mình cũng học hỏi rất là nhiều từ đấy. Tiếp theo cả quá trình mình làm ấy thì mình mới thấy rằng là actuary là thực sự là quan trọng với tất cả mọi thứ. Tức là nếu như các bạn làm ở doanh nghiệp, các bạn thấy rằng là actuary mình có thể tạo ra một sản phẩm mới, mình có thể tự pricing, giống như mọi người nói là actuary như là người projection ra cái tương lai của doanh nghiệp, thì với mình làm cái chính sách ấy, thì mình lại cũng có thể là một người góp phần, một phần thôi, cũng không thể nói là tất cả, nhưng cũng là góp phần để projection ra cái tương lai của thị trường. Bởi vì một cái chính sách bảo hiểm mà thay đổi rất nhiều, thì dù chỉ thay đổi một chút thôi thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình hình tài chính cũng như là đến cái sự phát triển của thị trường. Ok, em có thể hiểu là cái ảnh hưởng của mình đến các bạn actuary ở trong công ty thì là trái tim của các sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm, nhưng mà người làm actuary ở những cái cơ quan chính sách như chị là làm ảnh hưởng đến cả một thị trường bảo hiểm, chứ không còn là sản phẩm bảo hiểm hay là một công ty bảo hiểm nữa, mà bây giờ nó là cả một cái thị trường bảo hiểm của một đất nước. Em có thể hiểu là cái góc nhìn của chị nó sẽ khác so với các bạn actuary ở trong doanh nghiệp như thế nào. Chị ơi, thế thì cái con đường này theo chị thì sẽ gặp những khó khăn gì ạ? Em nghe được rất nhiều những thứ thú vị chị nói rồi, nhưng bây giờ chị nói về khó khăn như thế là con đường này thì chị thấy chị gặp những khó khăn gì? Thực ra thì nói là khó khăn thì không phải, nhưng mà mình nghĩ rằng là ở khi mà chị làm ở trong cơ quan quản lý thì chị cũng có cơ hội, tức là tiếp xúc và trao đổi với lại cả rất là nhiều các cái cơ quan quản lý ở các nước ấy. Thì ở cơ quan quản lý các nước thì họ có cái bộ phận actuary rất là lớn, và ở trong cái cơ quan đấy, bởi vì là khi mà làm những cái chính sách, đặc biệt là bởi vì bảo hiểm như bây giờ khi bọn chị làm chính sách thì kể cả các nhà lập pháp cũng như là khi lên Quốc hội hay Văn phòng Chính phủ, họ đều quan điểm rằng là bảo hiểm là một trong 3 trụ cột của nền tài chính, bao gồm chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, và bảo hiểm là một cái ngành rất là kỹ thuật. Vì vậy thì giống như em nói là bảo hiểm và actuary giống như là trái tim của doanh nghiệp, thì khi mà mình làm chính sách ấy, thì cái phần actuary nó cũng gần như là một cái core rất là quan trọng trong cái hệ thống chính sách về bảo hiểm. Thế thì khi đặc biệt là ví dụ như là khi mình xây dựng các cái quy định về vốn này, về khả năng thanh toán hay là về dự phòng thì nó đều liên quan mật thiết đến actuary, đến thị trường. Khi đó thì ở các cơ quan quản lý các nước thì cái bộ phận actuary của họ là rất là hùng hậu. Tuy nhiên là nếu như mà làm ở Việt Nam thì đúng là mình có một chút là khó khăn, đấy là bởi vì thực sự là bây giờ cái vấn đề mà thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực actuary nó là vấn đề phổ biến. Thậm chí là các doanh nghiệp bảo hiểm của mình bây giờ cũng còn đang nói rằng là tôi rất là thiếu, tôi rất là muốn đào tạo. Đúng ạ. Thế nhưng mà như thế thì vì thế nên là cái vấn đề đấy ở đối với cả cơ quan quản lý nhà nước thì nó cũng không có ngoại lệ. Cơ quan quản lý nhà nước thì vô cùng thiếu, và tại cái thời điểm mà chị bắt đầu về làm ấy thì gần như là mình chưa có một cái người nào khác để kiểu như là dẫn đường cho mình hay là tức là hướng dẫn cho mình. Cho nên là cái việc mà để mà mình có thể phát triển cái career path của mình một cách nó thuận lợi thì đúng là cái giai đoạn đầu nó cũng khá là vất vả. Tuy nhiên thì đến tại thời điểm bây giờ thì cơ quan quản lý cũng đã cái team của actuary ở cơ quan quản lý nó cũng đang dần lớn lên, vì là lúc nào cũng khuyến khích, năm nào cũng khuyến khích các bạn ở trong cơ quan để đi tham gia các cái khóa học về actuary. Và thực sự là cũng đang, tức là cũng rất là muốn khuyến khích mà mời các bạn mà đã học về actuary về làm ở cơ quan quản lý để tức là xây dựng một cái team nó lớn hơn đối với cả cái công việc này. Thế là hiện tại bây giờ như chị cũng đã nói là doanh nghiệp cũng như là cả trong cơ quan nhà nước thì cái việc thiếu actuary cũng là một cái điều mà ở đâu cũng đang xảy ra. Vậy mọi người vẫn hay thường nghĩ là không dễ để có thể được làm việc trong các cơ quan nhà nước, mà đặc biệt là các bộ phận như là Bộ Tài chính. Vậy theo chị thì cái cơ hội việc làm hay là cơ hội thăng tiến trong cơ quan nhà nước có rộng mở như là các công ty bảo hiểm không ạ? Cho actuary đi ạ. Và liệu các bạn có thể một ngày nào đấy cũng trở thành những người có tầm cỡ, đấy là như chị ở trong Cục Bảo hiểm Bộ Tài chính như bây giờ không ạ? Thực sự là nếu như mà nói là cơ hội thì chị nghĩ là cơ hội làm trong cơ quan nhà nước là rất rộng mở. Bởi vì là bây giờ nhà nước cũng có cái chế độ gọi là thu hút nhân tài. Và thực sự là Cục Bảo hiểm thì cũng luôn luôn muốn, nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn còn những cái vấn đề về mặt như kiểu là bây giờ thực ra các bạn sẽ thích làm doanh nghiệp hơn, bởi vì là nó sẽ có cái như làm nó cụ thể hơn, hoặc là trong cái giai đoạn đầu ấy thì các bạn sẽ được học hỏi những cái từ cơ bản của actuary và các bạn sẽ thấy nó cụ thể hơn. Tuy nhiên là nếu như mà với những ai mà kiểu sau một thời gian làm mà các bạn ý say mê, các bạn ý thích làm cái mảng chính sách, thích làm những thứ mà kiểu như là góp phần chung vào cái sự phát triển của thị trường chẳng hạn, thích làm ở cái góc độ vĩ mô, thì chị nghĩ là cái cơ hội nghề nghiệp để làm cho nhà nước nó là rất là rộng mở. Bởi vì nhà nước bây giờ cũng có chính sách rất là kiểu khuyến khích, và đặc biệt là đối với cái lĩnh vực actuary này. Bản thân ở Cục Bảo hiểm thì hiện nay thì cũng đang sửa đổi cái luật bảo hiểm, và luật kinh doanh bảo hiểm này thì nó sẽ đặt ra những cái yêu cầu rất lớn với lại cả cái cơ quan quản lý nhà nước. Tức là yêu cầu là tự ở về phía cơ quan quản lý nhà nước phải xây dựng các cái cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm này, phải xây dựng các cái hướng dẫn guideline về cái việc tính phí. Vì vậy mà những cái yêu cầu trong tương lai về việc là phải có một cái team actuary rất là mạnh thì nó là cái yêu cầu hiển nhiên rồi. Và chắc chắn là cơ quan nhà nước thì rất là mong muốn các bạn học actuary sẽ tham gia vào làm việc tại cơ quan nhà nước và tham gia góp phần vào cái sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Ồ, lần đầu em nghe thấy nha. Để hôm nay em nói chuyện với chị thì em mới biết là các bạn actuary cũng sẽ có những cái vị trí sẽ rất là hay ho ở trong những cái cơ quan quản lý nhà nước. Còn trước đây thì với em, tại vì em là headhunt actuary mà từ nước ngoài về Việt Nam, bây giờ em cũng chỉ biết là các bạn actuary chỉ đơn giản là làm trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các tập đoàn thôi, chứ còn chưa nghĩ ra là đến hôm nay nói chuyện với chị Thủy thì mới biết được là các bạn ấy còn có một vị trí các bạn hoàn toàn có thể làm được nữa, đấy là đi vào trong các cơ quan nhà nước. Và cái đường hướng phát triển của các bạn thì cũng sẽ rất là rộng mở, con đường phát triển sẽ rất là rộng mở đi kèm với cái sự phát triển của ngành nghề, của cái thị trường bảo hiểm ở Việt Nam như bây giờ. Chị ơi, thế thì em nghĩ là không dễ và cũng không phải ai cũng có thể thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình, mà đặc biệt là có thể đấy 16 năm để lên được vị trí trưởng phòng như chị bây giờ. Vậy theo chị thì bí mật gì đã giúp chị leo lên được vị trí ngày hôm nay? Như mà nói là bí mật thì chị nghĩ rằng là không có, nhưng mà nếu như nói ra thì nó như là một thứ để khuyến khích các bạn rằng là nếu như trước đây mọi người cứ quan điểm rằng là làm cơ quan nhà nước phải thế này phải thế kia thì bạn mới thăng tiến được, hay là có một cái gì đấy, hoặc là như giống như mọi người cứ hay nói là phải con ông cháu cha, phải có 3M hay mấy M đấy. Nhưng mà thực tế thì có thể là mỗi cơ quan một có đâu đó có những cái chuyện này kia, nhưng mà thực ra chị có thể nói rằng là ở cơ quan quản lý bảo hiểm thì các anh chị đều rất trẻ, và tư duy của những nhà lãnh đạo bây giờ thì cũng đều tức là rất cởi mở và rất là trân trọng những cái thực sự là công việc. Chị nghĩ là không phải một mình chị mà với tất cả các bạn, nếu như các bạn là những người mà chị nghĩ là lựa chọn actuary thì cũng đã là những nhân vật rất là smart rồi, có khả năng. Và bây giờ chị thấy các bạn trẻ bây giờ các bạn thì cũng rất là thông minh, rất là năng động, thì các bạn hãy tin tưởng rằng là kể cả khi các bạn làm trong cơ quan nhà nước thì những cái cơ hội dành đến cho các bạn nó cũng sẽ rất là rộng mở, chứ không phải là phải có bí quyết gì. Mình cứ tài năng, mình cứ cống hiến thì chắc chắn là những cái sự cống hiến của mình sẽ được ghi nhận thôi. Bí mật thành công của chị là cống hiến hết mình đấy ạ. Đấy, sum up lại em gọn lại bí mật thành công của chị Thủy là cống hiến hết mình, không nghĩ gì nhiều. Em ngắn gọn xúc tích lại, sum up lại đoạn bí mật thành công của chị Thủy mà em rất là thích. Thế theo chị thì các bạn như thế nào sẽ hợp đi theo cái con đường đi về đấy cơ quan quản lý giống mình? Chị nghĩ rằng là đúng là actuary thì tức là ngay kể cả học actuary thì, nhưng mà mặc dù là cùng là học actuary nhưng mà mỗi bạn ấy sẽ có những cái khả năng khác nhau. Ví dụ như thế, có những người mà người ta chị cũng gặp gỡ, bởi vì trong quá trình học bản thân bạn bè của mình cũng thấy rất nhiều, có những bạn ấy rất là giỏi, có những người rất là giỏi nhưng mà người ta chỉ lại hợp với theo cái hướng kiểu nghiên cứu hay là chỉ làm ở trong lab thôi. Ngày xưa ở lớp chị là có một cái anh là anh giỏi nhất, khi anh học xong một cái là anh ấy học luôn lên tiến sĩ, tức là anh chỉ phù hợp để ngồi làm modeling rồi anh ấy nghiên cứu các thứ, thì đấy là những người mà thích hợp làm nghiên cứu. Thế thì còn những người, có những bạn thì lại rất là năng động, mặc dù là actuary thôi nhưng mà sau này ra các bạn ý làm business cũng rất là tốt, hoặc là ở trên thị trường bây giờ thì có nhiều anh chị như bọn em cũng đã phỏng vấn qua là các anh chị ý từ actuary nhưng cũng có thể làm lên CEO. Đúng ạ. Đấy là, cũng là một cái hướng đi. Thế cũng có những người thì thực sự làm, tức là cái cách nhìn và cái quan điểm là người ta thích làm những cái thứ mà hơi có một chút là, thứ nhất là có khả năng về thuyết trình này, cũng có, tức là những cái người mà kiểu người ta thích làm những cái công tác xã hội ấy, kiểu như làm những cái mà gọi là social contribution, thích đóng góp, thích những cái mà có một cái nhìn kiểu như là muốn làm những cái kiểu đấy thì có lẽ là sẽ phù hợp và thích làm cho cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên là thực ra chị nghĩ rằng là như thế này, để mà làm cho cơ quan quản lý nhà nước và như ở các nước ấy, thì thực ra sau khi mình đã làm ở thị trường một thời gian ấy, tức là vì khi chị làm việc chị gặp rất là nhiều chuyên gia, họ đã kinh qua rất là nhiều cái doanh nghiệp, cũng kinh qua rất là nhiều cái hoạt động thực tế rồi. Sau đó thì đến khoảng một thời gian sau, khi mà họ đến có một cái độ chín nhất định thì bắt đầu họ quay ra, họ bắt đầu là họ muốn là đóng góp cho thị trường, họ trở thành các cái chuyên gia của các cơ quan quản lý ấy. Thì đấy là những cái người mà thực sự là mình thấy tiếp xúc với họ, mình thấy học được rất là nhiều, và cái sự đóng góp của họ tại cái thời điểm đấy cho cái cơ quan quản lý nhà nước nó cũng thực sự là nó rất là lớn. Thế có cơ hội nào dành cho các bạn mà đã làm actuary ở ngoài thị trường một thời gian rồi sau này muốn trở về đóng góp cho các cái cơ quan quản lý thì theo chị cái cơ hội để có rộng mở không ạ? Chị nghĩ là cơ hội thì về phía cơ quan quản lý nhà nước thì chắc chắn là người ta khuyến khích. Chỉ có điều là tại cái thời điểm này ở Việt Nam thì phải thừa nhận rằng là nó vẫn còn có những cái bất cập trong cái cơ chế, ví dụ như là tiền lương hay là cái thù lao để có thể trả cho các chuyên gia ấy. Thì đấy cũng là một cái có thể là rào cản, bởi vì là không thể nào mà kiểu như là đang hưởng một cái mức lương của thị trường mà quay lại làm ở về phía nhà nước thì nó cũng hơi bị sốc. Thực ra là mấy năm trước thì Cục Bảo hiểm cũng có muốn thuê một số chuyên gia, tức là bởi vì là mình cũng hiểu rằng là khi các actuary ở thị trường mình làm đã được, tức là bản thân những cái sự đóng góp của họ cũng xứng đáng để được nhận một cái mức kinh phí hoặc là một cái mức thù lao như vậy. Nhưng mà mình cũng gặp những cái khó khăn nhất định trong cái cơ chế tài chính của các cơ quan nhà nước ấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là trong tương lai khi cơ quan quản lý bảo hiểm đã có những cái cơ chế, hiện nay là bọn chị cũng đã xin được cái cơ chế về việc là tự chủ về tài chính, và các lãnh đạo cũng đã nghĩ đến cái việc thực tế mình đã xảy ra, thì trong tương lai thì cũng sẽ hy vọng là sẽ xây dựng được những cái cơ chế để mà có thể, tức là khi mời các chuyên gia, những actuary từ thị trường về làm, có thể là không là một cái công chức viên chức của Bộ Tài chính, nhưng mà khi mà mình tham gia vào các cái dự án, những cái nghiên cứu, những cái đề án về chính sách lớn dành cho cơ quan quản lý ấy, thì mình cũng sẽ có một cái mức gọi là thù lao để xứng đáng để có thể thu hút nhiều hơn. Còn bây giờ thực sự là phải nói ra là rất là trân trọng các anh chị mà kiểu như chuyên gia của thị trường bây giờ. Hiện tại là hoàn toàn là làm bằng cái gọi là làm bằng lòng nhiệt huyết, làm bằng cái sự cống hiến cho thị trường, nhưng còn gần như là không có một cái mức, gần như là không có một cái thu nhập nào cả. Nhưng mà hiện tại thì các anh chị cũng vẫn đang hỗ trợ thị trường, cho nên là nghĩ là chắn là lúc nào thì cái việc mà cơ quan quản lý mong muốn là các actuary mà đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tham gia vào cái việc hoạch định chính sách thì cái đấy nó là cái xuyên suốt rồi. Dạ, ok. Thế là mọi người sẽ nhìn, em nghĩ là các anh chị actuary đến một thời điểm là các anh chị cũng sẽ biết là các anh chị muốn đóng góp cho thị trường. Giống như việc là bọn em có thể mời được chị Thủy, anh Phong, anh Nam tham gia vào Actuary Podcast của tụi em ấy. Tụi em làm gì có tiền trả cho anh chị đâu. Nhưng mà em biết là các anh chị sẽ vẫn luôn muốn là đóng góp cho một cái tương lai của actuary. Giống như là cách mà tụi em cũng đang làm những cái season như thế này để bọn em mong muốn là có nhiều bạn biết về ngành nghề này hơn, nhiều bạn theo học ngành nghề này hơn để thị trường mình bớt thiếu người đi mà. Để sau này mình bớt tụt lại. Dạ. Thực ra tại sao mà chị nghĩ rằng là chị cũng đánh giá rất là cao cái sáng kiến này của bọn em, thì vì đúng là bây giờ thị trường mình mà về cái actuary nó rất là thiếu, bởi vì actuary thì không phải là chỉ dành cho lĩnh vực nhân thọ, mà đối với cả lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ nó cũng, họ thực sự là họ cũng rất cần actuary. Nhưng mà hiện tại bây giờ là gần như là chỉ có các công ty nhân thọ mới có khả năng là đủ để mà có tuyển dụng được một lượng actuary để phục vụ công việc hay gì thôi, chứ còn đối với cả lĩnh vực phi nhân thọ bây giờ thực ra nhu cầu vẫn còn rất nhiều và họ thực sự là cũng còn chưa tìm được những cái actuary để mà làm được cái đúng như cái yêu cầu hay là kỳ vọng của cơ quan quản lý. Thế nên là cơ hội cho các bạn actuary còn rất là rộng mở, even là trong các cơ quan quản lý như là chị Thủy. Chị Thủy ơi, em thấy hầu hết các actuary mà lên tới CFO, CEO thì đều là các anh cả. Mà là một người phụ nữ theo nghiệp actuary thì bản thân chị đã gặp những khó khăn gì trong hành trình theo đuổi sự nghiệp actuary của mình ạ? Thực ra nếu mà nói là khó khăn thì chị nghĩ là không phải đâu. Các bạn nữ ấy tự tin lên nếu như các bạn thực sự là muốn theo nghiệp actuary, bởi vì là đúng là nếu như mình thấy là trong các lớp học về actuary thì đúng là nam là chiếm đa số, nhưng nếu như mình nữ mình tham gia thì tự nhiên mình lại trở thành mì chính cánh, đúng không? Chắc chắn là mình có lợi thế hơn chứ không phải là có cái khó khăn gì. Mà thực tế khi bắt đầu chị học actuary, kể ra một cái kỷ niệm vui thôi. Tại lúc bắt đầu mà đi học ấy, thì lúc ấy cũng bị các anh ở cơ quan cũng trêu nhiều lắm, bảo là em có nhìn thấy không, em đi học actuary về là đảm bảo là kiểu trông phải già như cụ bao nhiêu rồi, học các thứ là đầu rụng tóc các thứ. Thế nhưng mà lúc cái thời điểm đấy thì mình cũng được truyền cảm hứng bởi vì một số chị mà học actuary trên thị trường tại cái thời điểm đấy thì chị rất là giỏi. Như là chị Trang ngày xưa là chị đã là actuary của ManuLife, sau này chị trở thành CFO rồi trở thành CEO, là một trong những CEO nữ, gần như là 2 CEO nữ duy nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ đến thời điểm bây giờ. Và sau khi đó thì khi mà chị đi học rồi đi làm việc thì chị cũng gặp rất là nhiều bạn nữ là actuary, mà tức là các bạn ấy fellow từ khi rất là trẻ, và rất là, nói chung là mình cũng thấy rằng là actuary thì nếu như người ngoài cứ nghĩ vậy thôi, chứ còn thực ra nó cũng vẫn phù hợp với cả nữ. Nó là toán học nhưng nó là toán học ứng dụng, và mình học nó, mình thấy nó, tức là mình thấy nó hay, nó cũng không khô khan, nó sẽ, mình thấy được là những cái đường toán nó vào, nó ứng dụng từ cái hoạt động đấy vào trong cái thực tế và trong cái cuộc sống và trong cái nền tài chính. Thì mình nghĩ rằng là nó cũng không phải là một thách thức gì với các bạn nữ đâu, vì các bạn nữ của mình bây giờ cũng rất là giỏi, và các bạn hãy tự tin lên là nếu như các bạn mà thích thì các bạn theo dõi cái ngành này, mà thậm chí là chị nghĩ là các bạn còn được ưu ái hơn so với nam ấy. Thế là một động lực cho các bạn nữ tiếp tục theo đuổi actuary. Thì bây giờ trong cái season này ấy, thì để kết cái season này, tụi em bao giờ sẽ có một câu hỏi mà em hỏi tất cả các khách mời. Bây giờ nếu chị được nói một câu với bản thân mình của tuổi 22, khi mà ngày mà chị mới bắt đầu những bước chân đầu tiên trong con đường sự nghiệp actuary của mình, thì chị sẽ muốn nói gì với bản thân chị ngày đấy ạ? Chị nghĩ rằng là nếu như được quay lại cái tuổi 22 đấy, đúng là thực ra là mình sẽ nói rằng là mình đã lựa chọn đúng, và mình cũng không bao giờ hối hận về cái sự lựa chọn của mình. Và thậm chí là cái khi mà chị học ấy, chị còn cảm thấy luyến tiếc là tại sao mình lại biết đến nó muộn như vậy. Bởi vì là khi mà mình đi học xong, lúc ấy mình cũng đã, chị đi học là tại thời điểm đấy chị đã là 20, 23 tuổi rồi, 23 tuổi rồi, và khi mình học xong và thực hiện xong cái chương trình đấy là khoảng 4 năm thôi, mình cũng 26, 27 tuổi rồi. Nên mình còn tiếc rằng là nếu như mình bắt đầu nó ngay từ cái thời đại học ấy thì bây giờ mình sẽ còn rất nhiều thời gian hơn, mình sẽ còn trẻ trung, mình sẽ còn, tức là từ đấy mình sẽ có nhiều sự lựa chọn để cho cái công việc của mình hơn, kiểu như vậy. Chứ mình chắc là câu trả lời dễ vẫn là mình đã nghĩ rằng là cái việc mình lựa chọn đấy có thể lúc đầu đối với mình là nhân duyên, bởi vì là trước đấy mình chưa biết gì về nó và mình đã lựa chọn, nhưng mà đến tận bây giờ thì có lẽ là mình cũng đã không hối hận vì mình đã lựa chọn con đường này. Ôi hay quá, hay quá. Đó là cả Tô, nếu như mà được nói gì với mình của tụi em hai là học càng sớm càng tốt đấy ạ. Đúng là đấy là cái mà thực sự là của chị luôn, bởi vì là khi mà bởi vì là cái con gái cho nên là đến lúc mà 27 tuổi là lúc mình học xong, mình đã hơn 27 tuổi là bố mẹ em bắt đầu lại quay sang là giục giã là ôi tại sao kiểu như là phải lấy chồng, phải có con. Bắt đầu lúc ấy mình sẽ có mất nhiều cái một số cái thời gian để dành cho gia đình, cho những cái công việc đấy. Mà lúc ấy thực sự là lúc mình học xong kiểu mình cảm thấy rất là cái ngành nghề để mình cũng rất là phấn khích với nó ấy. Mình cảm thấy là ôi nếu như mình còn trẻ mình sẽ có rất nhiều cơ hội, mình sẽ làm cái nọ, mình sẽ làm cái kia. Tức là đúng là nếu như mình có cơ hội thật là giống như các bạn bây giờ, chị nghĩ rằng bây giờ các bạn đã có cơ hội hơn rất là nhiều so với bọn chị ngày xưa, bởi vì là thứ nhất là cái thông tin về cái ngành nghề này các bạn cũng có khả năng tiếp cận sớm hơn, đồng thời thì là cái việc mà các bạn có thể tham gia học nó sớm hơn. Có lợi thế khi mà ở Việt Nam cũng đã bắt đầu có những cái trường đại học để đào tạo những cái ngành nghề này, giúp cho các bạn có cái khả năng tiếp cận mà không phải còn vì trước đây nếu như muốn thì một là bạn phải đi du học, hai là không thì các anh chị mà phải vào công ty bảo hiểm rồi thì phải thực hiện tham gia những cái chương trình học từ xa, tức là vừa học vừa đi làm thì là nó rất là vất vả. Thế còn bây giờ khi các bạn có cơ hội nhiều hơn, các bạn sẽ có thể hoàn thành cái việc học đấy sớm hơn và các bạn sẽ thấy rằng là cái chân trời mới sẽ mở ra với các bạn, với rất nhiều sự lựa chọn và các bạn sẽ thấy là có nhiều từ. Chị nghĩ là bây giờ đúng là các bạn đang có rất nhiều cơ hội và mong là các bạn sẽ lựa chọn và nắm bắt cái cơ hội tuổi trẻ của mình. Dạ. Tụi em cảm ơn chị Thủy đã dành thời gian cho Actuary Podcast của tụi em ngày hôm nay. Em tin là câu chuyện của chị đã phần nào thay đổi góc nhìn các bạn trẻ trên con đường sự nghiệp của nhà nước, cũng như là truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn nữ để tiếp tục theo đuổi con đường Actuary của mình. Tụi em chúc chị Thủy thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục tiến xa con đường sự nghiệp của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast của tụi mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo với một nhân vật cực kỳ thú vị, người đã từ bỏ công việc với mức lương trên trời để theo đuổi đam mê về giáo dục. Cùng đón xem tuần sau chúng mình sẽ gặp ai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào Jane, xin chào các bạn.